Eva nổi giận tập 70. Sau khi vứt điện thoại đi vì nghe thấy cái lên ly man xúc, đúng lúc đó, Sơn Hô bước ra, bà không muốn con trai nghi ngờ nên trả lời ông ta. Sau đó đến điểm hẹn, người đàn ông đó là bố của Ly Sơn Hô, ông ta vừa ở Mỹ mới về, miệng thì lốp ba lốp bốp, có vẻ như rất giàu có. Nhưng khi bà Bông Sun dắt ông ta vào tiệm thì mới thấy, áo rách dưới, lồm cha lồm chồm, giày thì hở miệng, không biết ông ta giàu kiểu gì. Bà Bông Sun cảm thấy rất mệt mỏi và đau lòng, vì bà sắp đám cưới mà giờ chồng cũ quay về, bỗng xuất hiện đột ngột, bà biết phải làm sao đây. Ông Lee Man Suk thì luôn miệng bảo muốn gặp con trai, nhưng bà Bông Sun bảo là bà đã mang nó vào cô nhi viện rồi, ông muốn biết cô nhi viện nào để đến tìm. Nhưng bà Bông chối từ, vì bà rất ghét người đàn ông đã phản bội bà cách đây 30 năm về trước. Hưng Minh gọi In Hun đến để nói chuyện về vụ tai nạn của Trinh Trơn. In Hun rất bất ngờ vì sự việc lại nghiêm trọng đến vậy, đó là một âm mưu giết người chứ không phải là tai nạn. Anh ta tỏ ra kinh tởm Su Trơn, nếu Trinh Trơn chết đi, thì cuộc đời anh ta đã đi vào ngõ cụt. In Hun hùng hục bỏ về nhà, anh ta hỏi Su Trơn sự việc. Thì Su Trơn tức giận xác nhận toàn bộ là do cô ta làm, cũng vì cô ta yêu In Hun. Nhưng In Hun thì không, anh ta phát điên lên và không như những lần khác, là anh ta tự tìm túi xách lấy áo quần bỏ đi. Mà lần này, In Hun đi lấy vali cho Su Trơn, rồi tống tất cả áo quần cô ta vào đấy. Sau đó tống ra khỏi nhà, mặc dù Su Trơn đã kêu gào, van xin thảm thiết. Ông Lee Man Suk, sau khi không được bà Bông Sun tiếp nhận, thì sáng nay ông ta rảo bước vòng quanh khu cửa hàng nơi Bông Sun làm, để tìm hiểu xem hàng xóm bà ta như thế nào, rồi hỏi dò luôn cuộc sống của bà ta. Mọi người nhìn người đàn ông rách rưới này thì vô cùng tò mò, vì không biết ông ta là ai, từ đâu đến. Ông ta quay lại tiệm Bông Sun, nhưng do có ông Kite ở đó, nên khi nghe giọng ông Lee Man Suk từ xa, bà Bông Sun đã vội chạy ra để đuổi ông ta đi, tránh cuộc chạm trán giữa hai người đàn ông của đời bà. In Hun đến báo cho Chin Chơn biết là mình đã đá Su Chơn ra khỏi nhà và muốn Chin Chơn quay lại. Anh ta bảo là chẳng còn cảm giác gì với Su Chơn nữa. Su Chơn ở gần đó nghe được, cô ta cảm thấy đau lòng cho anh chồng sắp cưới của mình, rồi kéo vali đến chặn ngang đường của Chin Chơn. Đúng lúc Hưng Minh cũng có mặt ở đó, liệu Su Chơn sẽ làm gì Chin Chơn? Mời các bạn đón xem tập tiếp theo sẽ rõ. Vui lòng nhấn thích video và đăng ký kênh các bạn nhé. Trong tập trước, tức giận Su Chơn, Cân Sun đến nhà đánh Su Chơn và mắng cho cô ta một trận. Biết được chuyện này, In Hun tỏ ra rất ghét Su Chơn. Anh ta mắng và đuổi Su Chơn ra khỏi nhà trước sự chứng kiến của Cân Sun. Cân Sun bảo Su Chơn nếu không đến xin lỗi Chin Chơn thì chính Cân Sun sẽ đi báo công an. Liệu Su Chơn có sợ hãi mà nghe theo lời của Cân Sun không? Hưng Minh mời mọi người đi ăn trưa để giải tỏa mọi nghi ngờ trong phòng cho Chin Chơn. Một người trong phòng Chin Chơn sau buổi trưa vô tình nhìn thấy cuộc nói chuyện của Ưng Chơn và người tổ trưởng bảo vệ kia. Ưng Chơn đưa tiền cho anh ta. Hưng Minh liên tục làm việc với nhóm bảo vệ để điều tra, làm Ưng Chơn đứng ngồi không yên. Bà bảo vệ tòa nhà chứng kiến vụ tai nạn của Chin Chơn hôm qua bèn nói cho mọi người trong tiệm bà Bông Sun biết. Bà Hông nghe thấy thì rất đau lòng và đến hỏi Cân Sun. Sau đó cùng Cân Sun đến nhà Su Chơn để mắng chửi. Bà ta phát điên vì những lời mà Su Chơn nói ra. Cô ta bảo bà không phải là mẹ ruột, còn Chin Chơn ít ra cũng là chị của con bà. Bà Hông không ngờ Su Chơn lại nói ra những lời này. Công sức bà nuôi dạy, chăm sóc cô từ tấm bé, nay đã đổ xuống sông xuống biển. Bà nói Su Chơn là từ nay không gặp nhau nữa, chúng ta xem như kết thúc từ đây. Hưng Minh gọi người tổ trưởng bảo vệ lên hỏi lại một lần nữa cho rõ, thì người này xác nhận là camera đã bị hỏng. Nhưng sau khi người trong phòng Chin Chơn đi vào và hỏi rằng có phải anh ta nói với anh là camera đã bị hỏng, mặc dù hỏi có việc gì không nhưng người thanh niên kia không nói ra. Câu nói này làm Hưng Minh tỏ ra nghi ngờ. Buồn vì mâu thuẫn xảy ra giữa em gái và Chin Chơn nên Trân Mi không thèm nhận lấy món quà mà Chin Chơn tặng cho con cô, mặc dù Cân Sun ngồi đó hết sức khuyên giải. Ông Kite đưa bà Bông Sun đi mua trang sức. Chỉ có chiếc nhẫn ki cương thì vừa tay, còn sợi dây chuyền thì quá ngắn do cổ của bà quá to, đến sợi đeo tay cũng thế, làm ai cũng mắc cười. Sau đó ông Kite mở màn cầu hôn rất lãng mạn với bà Bông Sun ngay trong tiệm trang sức, làm bà Bông Sun hết sức cảm động mà đồng ý ngay.
Về nhà bà vội vàng khoe chiếc nhẫn với con trai và con dâu, nhưng Sơn Hô thì không thích điều này, anh ta không muốn xa mẹ hay không muốn mẹ phải đi thêm bước nữa. Nhưng Trân Mi đã hết sức khuyên bảo làm anh ta thay đổi, chấp nhận điều này vì hạnh phúc của mẹ. Bun Sun vào phòng Ki Chơn để xin ngủ nhờ, vì ngoài kia quá lạnh, nhưng Ki Chơn không đồng ý, anh ta đuổi cô ta ra ngay, và chỉ để bé Rong ở lại. Cô ta nghĩ càng ngày càng lấn tới một chút chắc lấy lòng được Ki Chơn, nhưng cô ta đã sai. Bà Bông Sun đêm nay nhận được một cuộc điện thoại lạ từ một người đàn ông. Bà ta tỏ ra rất hoảng loạn khi nghe tên người đàn ông này. Vậy người đàn ông đó là ai? Từ đâu đến? Có liên quan gì đến bà? Mời các bạn đón xem tập tiếp theo sẽ rõ. Vui lòng nhấn thích video và đăng ký kênh các bạn nhé. Trong tập trước, Chin Chơn xin nghỉ việc mà Hưng Minh không đồng ý. Anh ta xé tờ đơn xin việc của Chin Chơn ngay trước mặt Ưn Chơn. Khi cô ta vừa bước vào, ít ra Ưn Chơn cũng nghĩ rằng vì mình mà Chin Chơn cũng chịu nghỉ việc, để cô ta không còn trách gì Chin Chơn nữa. Nghi ngờ Ưn Chơn ngày càng lớn, Hưng Minh gọi điện cho đội trưởng đội bảo vệ tòa nhà D biết về đoạn video an ninh quay lại khi Chin Chơn đẩy Ưn Chơn té xuống. Nhưng Ưn Chơn đã kịp thời thương lượng với anh chàng đội trưởng này, làm Hưng Minh khi kiểm tra thì anh ta bảo là camera bị hỏng. Điều này làm Hưng Minh vô cùng thất vọng. Cân Sun khuyên Chin Chơn nên cưới Hưng Minh càng sớm càng tốt, như thế thì In Hun và những người khác như Ưn Chơn sẽ không thể nào làm phiền cô được. Tối hôm đó, sau khi thương lượng với Su Chơn xong, tên xã hội đen tiến hành kế hoạch. Hắn dùng mô tô lao thẳng vào Chin Chơn khi cô đang đi bộ, nhưng thật may mắn cho Chin Chơn là Hưng Minh vô tình thấy được khi đi ngang qua đó. Hưng Minh dùng ô tô ngăn lại làm tên giang hồ té xuống bị thương. Cũng vì hắn đã yếu nên Hưng Minh tóm gọn được hắn. Trong lúc vật lộn vô tình tấm hình Chin Chơn bị văng ra khỏi túi của hắn, làm hắn không chối được đó là một vụ tai nạn, mà là một âm mưu. Trong khi tra khảo tên giang hồ, Chin Chơn đã quay phi lại hết, Cân Sun cũng kịp thời đến đó. Hắn khai là một người với tên khác là Choi Minh Sung, nhưng khi nhìn tấm hình hắn đưa thì mọi người nhận ra ngay đó là Su Chơn, và rất hoảng hốt. Trong lúc đó, Su Chơn ở nhà đang rất sốt ruột để nghe báo cáo kết quả, nhưng kết quả là Hưng Minh gọi điện cho cô với số điện thoại mà tên giang hồ kia cung cấp. Mọi chuyện đã bại lộ, Su Chơn sẽ ứng phó thế nào đây? Cân Sun lúc nào cũng rơm rớm nước mắt khi Ki Chơn đi ra ngoài với đứa bé bồng trên tay. Điều này làm cô ta hết đờ sức đau lòng, nhưng Cân Sun không thể nào chấp nhận Ki Chơn được nữa. Cân Sun đến gặp Su Chơn tại nhà. Vừa bước vào, Cân Sun dùng túi xách đánh thật mạnh vào người Su Chơn, làm Su Chơn giật mình. Cân Sun tuyên bố cho Su Chơn biết rằng nếu cô không từ bỏ ý định này thì Chin Chơn sẽ báo cảnh sát và sẽ cho cô vào tù bất cứ lúc nào. Nghe được điều này, In Hun vô cùng sửng sốt, không ngờ Su Chơn càng ngày càng thậm tệ như vậy. Cô ta có thể giết người để đạt được điều mình mong muốn. In Hun tức tối đuổi Su Chơn ra khỏi nhà trước mặt của Cân Sun. Lúc này Cân Sun mới nhìn thấy rõ hơn con người của In Hun. Rồi sau khi bị đuổi ra khỏi nhà, Su Chơn sẽ đi đâu và cô ta sẽ có những âm mưu gì tiếp theo không? Mời các bạn đón xem tập tiếp theo sẽ rõ. Vui lòng nhấn thích video và đăng ký kênh các bạn nhé. Trong tập trước, Su khi Ưn Chơn bị té xuống cầu thang thì Chin Chơn và Hưng Minh cùng đi vào bệnh viện với cô ta. Tỉnh dậy, Ưn Chơn nhìn thấy Chin Chơn thì đập giường, khóc lóc ăn vạ. Đúng lúc đó thì Trân Mi và Cân Sun đi vào. Cô ta đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Chin Chơn. Vì lúc đó không có ai chứng giám, nên Chin Chơn biết làm sao, cô không thể nào cãi lại, đành vội bước ra ngoài. Trân Mi tưởng mọi việc là do Chin Chơn làm nên rất xúc động, quát mắng Chin Chơn, nhưng Chin Chơn chỉ biết câm nín. Có ai hiểu được lòng cô? Để trả thù Chin Chơn, lần này Su Chơn gặp mặt tên giang hồ mà cô thuê để thực hiện ý đồ. Sau khi đưa tiền đặt cọc trước và hình của Chin Chơn cho tên xã hội đen xem thì mọi việc sẽ bắt đầu tiến hành. Thông tin Chin Chơn đẩy Ưn Chơn xuống cầu thang được lan truyền trong công ty một cách nhanh chóng. Mọi người ai cũng bàn tán về chuyện này, khiến Chin Chơn cảm thấy xấu hổ, không biết phải như thế nào. Trong lúc đang hưng phấn vì âm mưu của cô ta đang được tiến hành, cầm ly rượu Nhâm Nhi có vẻ như đang đắc thắng, chờ đợi thì In Hun về. In Hun thông báo là anh ta sẽ làm việc ở trường mới, do vụ ẩu đã vừa rồi, chưa kịp chúc mừng thì In Hun đã nhắc cho Su Chơn biết rằng, anh ta đã chán cô, giờ muốn cô rời khỏi ngôi nhà đó và đi chỗ khác sống. Su Chơn vô cùng sốc trước tin này,
vì nhà đó là do tiền của anh ta bỏ ra mua cho cô. Rồi In-hun sẽ đá Su-chun ra khỏi nhà như từng đá Chin-chun. Nghĩ đến cảnh này, trong mắt Su-chun lóe lên vẻ hoang mang. Một buổi sáng không mấy đẹp trời với Ki-chun đang ngai ngái ngủ thì bị Bun-sun đánh thức, kéo chăn dựng dậy và tuyên bố từ nay sẽ không phải là người làm thuê nữa mà đã đứng ngang hàng với Ki-chun, do cả hai đã có ảnh cưới treo trong phòng. Rồi giật lấy ví của Ki-chun, cô ta bảo từ nay sẽ kiểm soát tất cả chi tiêu của Ki-chun vì anh ta hay dùng hoang phí. Nghe cũng có lý về chuyện này, nhưng anh ta không biết phải làm sao, thấy có gì đó sai sai, đành dắt bé Rong đi chơi. Bun-sun cười mỉm với vẻ đắc thắng. Chin-chun một phần không muốn phải đối mặt với những lời ra tiếng vào, một phần không muốn phá vỡ mọi thứ như tình cảm giữa cô và Chung-mi, nên cô quyết định nộp đơn xin nghỉ việc. Anh trưởng phòng không đồng ý, bắt cô phải lên gặp giám đốc để giải quyết. Chin-chun lên gặp Hung-min để xem xét đơn xin nghỉ việc của cô. Đúng lúc đó thì Eun-chun cùng đôi nạng gỗ đi vào. Cô ta như một con tư tử bị thương. Rồi chuyện gì sẽ xảy ra với Chin-chun? Các bạn đón xem tập tiếp theo sẽ rõ. Vui lòng nhấn thích video và đăng ký kênh các bạn nhé. Trong tập trước,